Xin chào tất cả các bạn. Trong ngành giáo dục châu Á thì Singapore luôn được xem là một đất nước đi đầu trong phương pháp giảng dạy, môi trường học tập cũng như là sự đa dạng trong học tập. Để giúp cho các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về đất nước Singapore thì trong chương trình giải đáp du học Singapore ngày hôm nay, chị Hồng Ly, chuyên viên tư vấn của du học Singapore đến từ công ty Tân Đại Dương sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin mới nhất nhé. Vâng, xin chào chị Hồng Ly. Xin chào. Khi quyết định lựa chọn du học tại Singapore thì không phải bạn nào cũng hiểu hết được về sự phát triển của đất nước này. Còn nhiều bạn trẻ lựa chọn du học Singapore theo như là một trào lưu và vẫn chưa hiểu rõ hết được những thế mạnh, những gì mà mình sẽ đạt được và học hỏi được khi mà du học tại đây. Vì vậy mà chị Hồng Ly có thể chia sẻ cho tất cả các bạn biết đôi nét về những ưu điểm mà sinh viên sẽ có được khi học tập tại Singapore không chị Ly? Thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì Singapore là một đất nước không có tài nguyên thiên nhiên, các nguyên liệu phần lớn nhập từ nước ngoài, nền kinh tế chủ yếu dựa vào buôn bán, dịch vụ và giáo dục. Vì vậy Singapore rất là tập trung và đầu tư cho ngành giáo dục, một trong những ngành mang lại sự phát triển cho nền kinh tế của Singapore. Và Singapore được coi là nước đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức. Singapore là quốc gia có mật độ triệu phú cao nhất thế giới, có tới hơn 17% số hộ gia đình ở Singapore là hộ triệu phú. Vì vậy, chọn Singapore là điểm đến du học, bạn có cơ hội tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm từ các triệu phú này. Ngoài ra, sự đa dạng trong văn hóa hòa trộn giữa sinh viên quốc tế và sinh viên bản địa cũng sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị cho các bạn du học sinh có được trong quá trình học tập và sẽ có thêm những cái kinh nghiệm giúp ích cho công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa, chính phủ của nước này cũng rất là tạo điều kiện cho các sinh viên quốc tế khi học tập tại đây. Đối với những bạn du học sinh có nguyện vọng theo học tại Singapore, sẽ có rất là nhiều chọn lựa về trường học và ngành học phát triển. Một ví dụ điển hình là sinh viên có thể chọn học tập tại Học viện Quản lý Nam Giang, một trong những trường uy tín đào tạo các ngành có nhu cầu nhân lực cao như là du lịch khách sạn, kinh doanh, xây dựng và hiện được rất là nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm. Và tiếp theo chương trình đó chính là câu hỏi của bạn Minh Nhật gửi từ Phú Yên như sau. Em muốn học ngành du lịch khách sạn tại Singapore. Em có tìm hiểu thông tin qua mạng và qua mẹ mẹ của em thì biết được trường Nam Giang đào tạo chuyên ngành này. Vậy thì anh chị tại Tân Đại Dương có thể tư vấn giúp em cụ thể chi tiết hơn được không? Như là học bổng hay là chương trình thực tập có lương? Thì xin chào bạn Minh Nhật. Thì Học viện Quản lý Nam Giang là trường chuyên đào tạo về tiếng Anh, nhà hàng khách sạn, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng. Thì trường đã nhận rất là nhiều giải thưởng, chứng nhận lớp học chất lượng cao SQC và chương trình bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế, chứng nhận ISO. Và mới đây trường đã nhận được EduTrack 4 năm là chứng chỉ cao nhất về chất lượng giáo dục tư thục tại Singapore. Thì chương trình thực tập 6 tháng hưởng lương tại hơn 200 đối tác khách sạn, kể cả tại các khách sạn lớn. Chương trình học được chấp nhận bởi các hiệp hội trường đại học danh tiếng trên thế giới và bằng cấp có giá trị quốc tế. Thì tất cả các chương trình học được đăng ký và được chấp nhận bởi Bộ Giáo dục Singapore, đảm bảo cho sinh viên có khả năng nghề nghiệp tốt trong tương lai. Và thế mạnh của trường là chất lượng đào tạo và khả năng làm việc sau khi ra trường cũng rất là cao. Thì trường nằm ở vị trí trung tâm thành phố với tổng diện tích là 1.800m², lớp học trang bị rất là hiện đại, hệ thống âm thanh, điều hòa, máy tính, wifi, phòng thực hành nhà hàng, lễ tân, phòng khách sạn. Thì rất thuận tiện cho sinh viên học tập, đi lại đến trường và ăn uống sau giờ học. Vậy thì hiện tại, tại Học viện Quản lý Nam Giang còn có những học bổng nào dành cho các bạn sinh viên Việt Nam khi đăng ký nhập học khóa tháng 5, tháng 6 hay là tháng 7 năm 2015 không vậy chị Linh? Hiện nay trường Nam Giang đang có những cái chính sách học bổng rất là hấp dẫn cũng như là những ưu đãi dành cho sinh viên đăng ký vào khóa tháng 5, tháng 6, tháng 7. Đó là giảm 50% phí đăng ký, 214 đô la Singapore tương đương là 3,4 triệu Việt Nam đồng. Và đối với những sinh viên đăng ký vào khóa cao đẳng trừ khóa kỹ sư xây dựng thì sẽ được tặng một cái mini iPad. Và khi các bạn đăng ký khóa cử nhân, các bạn sẽ được tặng một chiếc laptop Apple. Thì một trong những thế mạnh của trường Nam Giang đào tạo về ngành du lịch khách sạn cam kết 100% cho những học sinh được thực tập có lương tại các nhà hàng, khách sạn, resort 4-5 sao là những cái đối tác của trường. Thì trường Nam Giang tự hào đã đạt chất lượng giáo dục tư thục EduTrack 4 năm. Và khi các bạn sinh viên học tập ngành du lịch khách sạn tại trường Nam Giang, các bạn còn nhận được rất là nhiều những cái ưu đãi cũng như là những cái chương trình hỗ trợ đặc biệt của trường. Chất lượng giảng dạy và đào tạo được cung cấp bởi Nam Giang là các học viện danh tiếng trên toàn thế giới. Chương trình mang tính thực tế và được giảng dạy bởi các giáo viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhận bằng trực tiếp từ đại học, các trường chính phủ Úc, các phòng thực tập hiện đại. Chương trình thực tập 6 tháng hưởng lương tại hơn 200 đối tác khách sạn, kể cả các khách sạn lớn như là Fullerton, Sentosa, Resort World, Holiday Inn,
One Pacific Hotel với mức lương thực tập hầu như là từ 800 cho tới 1.000 đô la Singapore một tháng, tương đương khoảng là 12,8 cho tới 16 triệu Việt Nam đồng, thì được hỗ trợ sắp xếp thực tập cho sinh viên bởi đội ngũ giảng viên rất là chuyên nghiệp tại trường. Thì hiện tại Học viện Quản lý Năng Giang tự hào đã sắp xếp thành công nơi thực tập cho hơn 1.300 sinh viên, trong số đó rất là nhiều sinh viên của Năng Giang đã được giữ lại làm việc sau kỳ thực tập. Vâng, xin cảm ơn chị Ly rất là nhiều về những thông tin bổ ích về trường Singapore trên. Và mọi thắc mắc về hồ sơ cũng như là thủ tục nhập học ra sao thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường du học Singapore tại Việt Nam, theo địia chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác, đó chính là ở quận 5 và ở Nha Trang. Lưu ý là chúng tôi không có chi nhánh tại Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Chào các bạn, du học Singapore nơi được lựa chọn là điểm đến du học của sinh viên Việt Nam. Học tại Singapore, học phí thấp, về môi trường được mệnh danh là xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, bằng cấp do các trường đại học danh tiếng của Anh, Úc hoặc Mỹ cấp, thì visa nhanh chóng, dễ dàng, không phải chứng minh tài chính. Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh của các trường cao đẳng đại học tại Singapore. Và những bạn nào quan tâm đến ngành du lịch khách sạn và muốn được làm việc trải nghiệm thực tế, đồng thời lại có lương thực tập ở những khách sạn 4 đến 5 sao, những resort cao cấp, thì trong chương trình hôm nay Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn chị Ginny Hoàng, đại diện từ trường Nam Giang. Thì hôm nay chị Ginny sẽ giới thiệu cho chúng ta về trường Nam Giang để các bạn có ý định du học Singapore có thêm sự lựa chọn cho riêng mình. Chào chị Ginny. Chào Vi. Chị có thể là chia sẻ đôi nét về trường được không ạ? Xin chào tất cả các bạn. Học viện Quản lý Năng Giang được thành lập năm 2001, hiện nằm trong top 10 trường đại học tư thục được yêu thích nhất Singapore. Năng Giang được chính phủ Singapore cấp cho một cái chứng nhận gọi là EduTrust 4 năm. Đây là một chứng nhận uy tín do Hội đồng Quản lý Giáo dục Singapore cấp để cho một cái trường đại học tư thục được tuyển sinh quốc tế và bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế. Cho đến ngày hôm nay thì Nang Giang có những cái chuyên ngành đào tạo từ cấp bậc Anh văn cho đến chứng chỉ, cũng như là cao đẳng đại học và những khóa học sau đại học. Chúng tôi có những đội ngũ giáo viên vừa giỏi chuyên môn, vừa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong tất cả các chuyên ngành. Hiện tại thì Nang Giang đang hướng tới một cái nền giáo dục để gọi là đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường, cũng như là đào tạo các em học sinh trong một cái môi trường giáo dục vừa sôi động của Singapore và cũng rất là cạnh tranh. Thì chị có thể là giới thiệu hiện nay thì trường Nam Giang đang đào tạo những chuyên ngành nào thưa chị? Hiện tại thì trường Nam Giang có 5 chuyên ngành chính. Thứ nhất là đào tạo Anh văn tổng quát. Thứ hai là chúng tôi đào tạo về quản trị kinh doanh. Thứ ba là quản trị du lịch khách sạn. Thứ tư là kỹ sư, và ngành thứ năm đó là ngành giáo dục mầm non. Tuy nhiên ngành giáo dục mầm non thì cho đến hiện tại sinh viên Việt Nam chưa thể đăng ký học được, bởi vì ngành này yêu cầu đầu vào khá là cao, đòi hỏi là tốt nghiệp phổ thông cấp 3 phải là bằng A-level của quốc tế, và chương trình đòi hỏi Anh văn cũng khá là cao. Thì sinh viên Việt Nam của mình thì thường lựa chọn ngành nào nhiều nhất tại Nam Giang? Khi mà sinh viên học sinh đến với Nam Giang thì thường lựa chọn nhiều nhất là chương trình quản trị kinh doanh và quản trị du lịch khách sạn. Chị có thể cho các bạn biết thêm là khi các bạn học tại trường Nam Giang thì sau khi mà các bạn có bằng đại học thì tấm bằng thì như thế nào hả chị? Bằng đại học, các em học tại Nam Giang như các em được cấp bằng của Úc. Nam Giang hợp tác với trường đại học Federation University của Australia để cấp bằng cho các em. Thì chị nói sơ lược về cái trường Federation University là một trong những trường lớn và lâu đời nhất của Úc. Hiện Federation University nằm trong top 2 trường đại học được yêu thích nhất dành cho sinh viên quốc tế và nằm trong top 24 trường đại học tốt nhất Australia. Như chị nói là học sinh Việt Nam thì khi mà tham gia học tại trường Nam Giang thì các bạn thích ngành du lịch khách sạn. Thì điểm khác biệt của ngành du lịch khách sạn tại trường mình so với trường khác thì như thế nào thưa chị? Chị có thể nói là có 4 cái điểm khác biệt chính khi mà các em chọn học tại Nam Giang mà không phải là một cái trường khác ở Singapore. Thứ nhất, đó là các em được thực tập hưởng lương ngay tại năm nhất đại học. Một số trường khác ở Singapore thì cái chương trình thực tập rơi vào năm 2 hoặc năm cuối đại học, trong khi Nam Giang thiết kế một cái chương trình học phù hợp với nguyện vọng của sinh viên Việt Nam, đó là được thực tập ngay tại năm nhất đại học.
thì các em học sinh sinh viên sẽ hỏi chị là liệu như là vừa vào năm nhất đại học em đã được đi thực tập liền, vậy thì nó có đủ, em có đủ trình độ, em được đào tạo đủ trình độ để em đi thực tập hay không? Thì chị xin trả lời rằng hoàn toàn đáp ứng đủ trình độ để các em có thể đi thực tập ngay vào năm nhất đại học. Lý do vì sao? Bởi vì cái chương trình khung tất cả các môn học của Nam Giang giảng dạy cho các em vừa xoáy chuyên môn, vừa dạy những em những cái cơ bản nhất để các em có thể tự tin để bước vào môi trường làm việc đầy tính cạnh tranh ở Singapore. Yeah. Cái điểm khác biệt thứ hai đó là thực tập thì có rất là nhiều dạng thực tập, tức là thực tập không lương, thực tập hưởng lương. Các em có thể đi đến những cái trường, những cái khách sạn 5-6 sao để các em thực tế và sau đó các em về viết báo cáo. Thì thực tập ở Nam Giang là thực tập hưởng lương, và cái mức lương của các em được thực tập đó là từ 600 đến 1.000 đô la Singapore một tháng. Thì cái chi phí này chị nghĩ là nó tương đối đầy đủ cho các em khi mà các em sinh sống tại Singapore trong một tháng. Cái điểm khác biệt thứ ba mà tại sao các học sinh lại chọn chương trình du lịch khách sạn của Nam Giang đó là cái nơi mà các em được đi thực tập. Tức là thực tập thì ở đâu cũng là thực tập, nhưng quan trọng là cái nơi, những cái đối tác mà Nam Giang hợp tác để gửi các em vào thực tập, để sau này khi mà các em tốt nghiệp năm nhất đại học, các em vừa có tấm bằng cao đẳng, vừa có được một cái chứng chỉ để chứng nhận là mình đã từng thực tập ở khách sạn 4-6 sao, thì các em sẽ dễ dàng xin được việc làm sau khi các em tốt nghiệp. Hiện tại thì Nam Giang hợp tác hơn 162 khách sạn, nhà hàng lớn nhỏ ở Singapore để gửi sinh viên vào thực tập. Thì bởi vì thực tập là một trong những chương trình, gọi là một phần của chương trình học tại Nam Giang, nên là các em hoàn toàn là chắc chắn các em sẽ được đi thực tập hưởng lương. Đó là điểm khác biệt thứ ba là chị muốn đề cập đến là cái nơi thực tập là những cái dãy nhà hàng khách sạn lớn mà các em sẽ được gửi vào. Và cái điểm khác biệt thứ tư đó là cái trường đại học cấp bằng cho các em hợp tác với Nam Giang là trường Đại học Federation của Úc, là một trong những trường nổi tiếng của Úc về du lịch khách sạn. Thì với những cái điểm khác biệt này thì chị nghĩ là sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm khi... Thì nếu mà bạn muốn học ngành du lịch khách sạn thì Nam Giang đúng là điểm đến cho các bạn lựa chọn. Thì chị có thể chia sẻ thêm cho các bạn là một số khách sạn tên chi tiết để cho các bạn biết được thông tin, để các bạn có thể là tham khảo thêm được không chị? Trong số 162 đối tác mà Nam Giang hợp tác để cho các bạn đi vào thực tập thì chị có thể liệt kê một số sau đây như là Resorts World Sentosa, St. Regis, Fairmont Hotel, Fullerton, Hilton International. Đây là những cái, như các em nghe cái tên thì các em sẽ thấy là đây là một những tập đoàn chứ không phải là những cái khách sạn thông thường. Mà đối với Singapore thì những khách sạn 4-6 sao là họ chuẩn quốc tế. Chị tự hào có thể nói rằng có những cái intake, có những cái khóa học mà khách sạn Hilton nhận được đến hơn 30 học viên của 30 sinh viên của Nam Giang vào thực tập cùng một lúc. Cái điều đó chứng tỏ cho các bạn thấy là những cái đối tác họ tin vào cái uy tín cũng như là cái chương trình giảng dạy đặc biệt của Nam Giang đối với ngành du lịch khách sạn. Sinh viên Việt Nam khi tốt nghiệp đại học họ cũng muốn nâng cao lên cái chương trình thạc sĩ, thì được biết trường Nam Giang cũng có chương trình MBA, thì chi tiết về cái chương trình này như thế nào thì chị có thể chia sẻ cho các bạn được không ạ? Chương trình MBA của Nam Giang có một số điểm khác biệt so với các trường khác tại Singapore nói riêng cũng như là các quốc gia khác trên thế giới nói chung. Đó là thời gian học ngắn, thay vì các bạn học 3-4 năm cho chương trình MBA tại Úc, Anh, Mỹ hoặc là ở Việt Nam, các bạn phải thi đầu vào. Thì đối với chương trình MBA tại Nam Giang, các bạn không cần phải thi đầu vào, không cần có IELTS 6 chấm, các bạn vẫn có thể học được chương trình MBA. Thời gian học trong vòng 12 tháng, bởi vì Singapore thì không có nghỉ đông, nghỉ hè, tất cả các thời gian các bạn học tại sinh sống tại Singapore, các bạn đều tập trung cho việc học. Thế nên là chương trình được rút ngắn trong vòng 12 tháng. Lý do thứ hai nữa đó là Nam Giang nó hợp lý và vừa phải, vừa đủ cho sinh viên Việt Nam mình, cho tất cả các đối tượng, tức là đối tượng đã từng đi làm, đang đi làm, và cả đối tượng sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường vẫn có thể chọn chương trình MBA của Nam Giang. Thì đối với cái chương trình MBA tại Nam Giang có yêu cầu kinh nghiệm không chị? Không yêu cầu kinh nghiệm,
không yêu cầu IELTS 6 chấm. Nếu các bạn đã có IELTS rồi thì các bạn sẽ được vào thẳng chuyên ngành, sẽ vào thẳng MBA. Nếu các bạn chưa có IELTS thì các bạn sẽ học một khóa Anh văn tùy theo cấp độ, trình độ của các bạn, sau đó các bạn vào thẳng MBA. Thì trong năm 2014 này thì trường Nam Giang có những cái chính sách ưu đãi hay là những chính sách học bổng nào cho sinh viên Việt Nam không thưa chị? Hàng năm Nam Giang đều có những cái chính sách ưu đãi cũng như là những phần học bổng khuyến học cho sinh viên nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Thì cho đến hiện tại, nếu bạn nào đăng ký học tại Nam Giang vào khóa tháng 10 năm 2014 thì các bạn sẽ nhận được sẽ được giảm 50% phí đăng ký nhập học. Khi các bạn đã sang trường và đã bắt đầu học thì các bạn sẽ được trường tặng cho một Samsung Tablet 3 để phục vụ cho việc học và tìm hiểu thông tin tại khi trong suốt quá trình học của các bạn. Và bên cạnh đó thì một số chuyên ngành, ví dụ như là chuyên ngành Logistics and Supply Chain Management, đó là quản lý cung ứng hậu cần, hay là chương trình quản lý du lịch khách sạn, thì các bạn sẽ có những phần học bổng khuyến học từ 2.000 đến 3.000 đô la Singapore. Wow, thì hiện tại thì trường Nam Giang có những cái chính sách thật là hấp dẫn. Thì vấn đề sau khi ra trường cũng được các bạn trẻ quan tâm. Thì sau khi ra trường, trường có hỗ trợ xin việc cho sinh viên không thưa chị? Trường hoàn toàn có chính sách hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, bằng cách là trường sẽ tổng hợp những cái bảng điểm của các bạn, trường sẽ cấp cho các bạn bằng cấp một cách nhanh chóng. Sau đó trường sẽ tổng hợp những cái hồ sơ này và gửi sang một số công ty để cho các bạn đăng ký xin việc làm. Nhưng mà khi mà các bạn nói về việc bảo đảm việc làm thì hoàn toàn là không có bảo đảm việc làm. Bởi vì cái việc mà có được việc làm hay không nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đó là thứ nhất là bằng cấp của các bạn loại gì. Các bạn học, ví dụ các bạn tập trung học đạt được loại A, loại B thì các bạn sẽ dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối tượng tuyển dụng. Thứ hai nữa đó là cái năng lực phỏng vấn của các bạn khi các bạn đến gặp cái công ty. Và thứ ba nữa thì chị cũng nói thật là phải có chút may mắn. Nên là bản thân chị cũng là sinh viên đã từng học tập, sinh hoạt và làm việc tại Singapore 6-7 năm thì chị cũng chia sẻ chút ít kinh nghiệm của chị. Đó là các bạn sinh viên Việt Nam mình sau khi học tại trường Nam Giang đã được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm được việc làm khi các bạn sau khi tốt nghiệp, các bạn muốn ở lại Singapore làm việc, hoàn toàn các bạn có cơ hội để kiếm việc làm và trường có chính sách để hỗ trợ các bạn. Tuy nhiên thì không có bảo đảm 100%. Thì qua sự chia sẻ của chị Ginny thì một phần nào đó chúng ta đã biết thông tin thêm một trường nữa, đó là trường Nam Giang. Thì để chi tiết hơn về học phí cũng như là từng chuyên ngành thì các bạn có thể truy cập website tân đại dương.edu.vn hoặc có thể lên văn phòng trực tiếp tại địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn chị Ginny đã cùng Tân Đại Dương tham gia trong chương trình chia sẻ hôm nay. Cảm ơn chị. Cảm ơn Tân Đại Dương đã tạo điều kiện cho chị.